Xin chào tất cả các bạn. Qua các clip đầu tiên thì sáng nay thì cũng đã có một số người đem cái hình mình ra chế. Mình nghĩ thì đó là một cái hành động và quá ư là bỉ ổi, thể hiện ra sự ngu dốt, chỉ biết chửi bới và đem cái hình người ta ra chế các bạn cờ vàng ạ. Đây cũng nhắn gửi đến các bạn cờ vàng là hình mình ở đó đấy, các bạn muốn chế thì cứ chế thoải mái, mình không ngại đâu, tại vì mình biết rằng là cái tư duy và cái hành động các bạn chỉ có đến đến nước đó thôi, chỉ có đến mức đó thôi chứ không có làm gì được cả. Chỉ chụp mũ được người khác là sư luận viên rồi sau đó đem ảnh ra chế chứ cũng không có làm được gì ai đâu nhá. Đừng tưởng như thế mà mình sẽ sợ các bạn, không đâu, mình không sợ các bạn gì đâu nhá. Cũng trong sáng nay thì có một số bạn nhắn tin cho mình bày tỏ cái những cái bức của những bạn ấy về cái việc mà mình nói về lá cờ vàng. Các bạn bức xúc như thế nào vậy? Mình nói cái gì sai sao? Bạn nói có một bạn tên là Nguyễn Thành Phương ở Cần Thơ. Bạn nói với mình rằng là mình đang tôn thờ cái lá cờ của ngoại bang, đó là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Phúc Kiến. Mình thì cũng mong nhắn gửi với mấy bạn cờ vàng á là nên suy nghĩ kỹ lại và nên đi khám mắt đi. Cái lá cờ Phúc Kiến gì đó các bạn nói á là đó là một cái lá cờ nền đỏ ngôi sao màu trắng. Các bạn chú ý là cái nền đỏ ngôi sao màu trắng nhé. Và trong ngôi sao màu trắng thì có cái biểu tượng bốn liềm. Còn lá cờ của Việt Nam hiện nay là lá cờ đỏ sao vàng. Các bạn không biết phân biệt ngôi sao màu trắng với ngôi sao màu vàng không? Các bạn dùng lá cờ Phúc Kiến gì đó mà các bạn nói các bạn Photoshop cái nền sao trắng thành sao vàng, các bạn chụp mẫu cờ Việt Nam là cờ Phúc Kiến. Sao các bạn ngu vậy? Các bạn nên đi khám mắt của mình lại đi. Các bạn coi mắt mình có bị có vấn đề gì hay không? Cái lá cờ Phúc Kiến gì mà các bạn nói là nó coi sao màu trắng. Màu trắng, màu vàng khác nhau nhé. Hơn nữa lá cờ Việt Nam nó đã ra đời trước lá cờ Trung Quốc. Lá cờ Việt Nam nó ra đời vào năm 1941. Mà Việt Nam độc lập năm 1945. Thế khi mà Trung Quốc thì độc lập năm 1946, năm 1949. Như vậy á thì không có cái chuyện mà cờ Việt Nam đi sao chép cờ của Trung Quốc mà các bạn cứ nói. Mà mình nhắn gửi cho bạn Nguyễn Thành Phương, có gì thì bạn đi khám mắt của mình lại đi, coi ngôi sao màu vàng, ngôi sao màu trắng nó khác nhau như thế nào nhé bạn Nguyễn Thành Phương. Và cũng như là các bạn cờ vàng khác, cờ cờ Việt Nam là do Nguyễn Hữu Tiến vẽ ra và sau đó Bác Hồ mới lấy làm cái ngón kỳ. Ở đây thì nhiều bạn cũng nhắn bình luận và nói với mình rằng là nói mình là cái gì dương ứng viên và nói mình làm ơn giải thích dùm cái ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng. Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng thì có gì khó hiểu đó các bạn? Cái nước Việt Nam này đã tồn tại được đến ngày hôm nay là do công lao của rất nhiều người ngã xuống để dựng nên. Như vậy, cái lá cờ đỏ sao vàng nền đỏ là máu, các bạn hay ưa gọi mỉa mai đó là cờ máu đó. Cờ máu thì cũng được thôi, đó là máu của người Việt Nam đã đổ xuống. Máu của tim người Việt Nam đã đổ xuống.
để dành tới độc lập tự do cho ngày hôm nay. Các bạn nói cờ đỏ là cờ máu, vì màu đỏ giống máu, thì cờ vàng của bạn là giống cái gì? Màu vàng giống cái đó. Mình nói đây các bạn tự hiểu nhé. Các bạn đừng mỉa mai cờ đỏ là cờ máu để đem mỉa mai mất mất công thì người ta nói lại cờ vàng của mấy bạn thì các bạn đừng có cay cú nhé. Màu đỏ, ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng, màu đỏ tượng trưng cho cái máu xương của bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống. Màu sao vàng năm cánh, màu vàng ở đây mà cờ đỏ sao vàng có thể nói là máu đỏ da vàng. Năm ngôi sao tượng trưng cho năm tầng tầng lớp giai cấp trong xã hội, đó là sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình Việt Nam. Như vậy lá cờ đỏ sao vàng là một cái lá cờ hoàn toàn có ý nghĩa sâu sắc và mà đại diện cho dân tộc Việt Nam. Còn cái lá cờ vàng ba sọc gì đó các bạn nói đó có từ vua Hành Thái gì đó thì mình không biết, mình cũng không bàn gì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó quá nhiều. Nhưng mong các bạn đừng đem quốc kỳ Việt Nam ra mà nói đó là cờ phúc kiến. Mặc dù nhìn sơ qua là na ná nhau nhưng mà hoàn toàn khác nhau, một ngôi sao màu trắng và một ngôi sao màu vàng. Các bạn phân biệt kỹ, các bạn nên đi khám mắt lại đi các bạn cờ vàng ạ. Mắt các bạn có vấn đề hay sao mà nhìn cái ngôi sao màu trắng của cờ phúc kiến ra thành ngôi sao màu vàng của cờ quốc kỳ Việt Nam do Nguyễn Hữu Tiến vẽ ra. Thật buồn cười cho các bạn cờ vàng, cứ nghĩ là đem những cái lá cờ của người khác sỉ nhục và chế ra là cờ phúc kiến này nọ thì lôi kéo được người dân theo. Nhưng các bạn đã nhầm rồi, các bạn thử đi bất cứ con đường nào trên đất nước Việt Nam này, từ miền miền Nam, miền Bắc, miền Trung, từ miền ngược, miền xuôi, từ miền núi đến đồng bằng, từ đồng bằng đến hải đảo đều treo lá cờ đỏ sao vàng, đúng không? Không ai treo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Các bạn nên chấp nhận sự thật, một cái sự thật đau đớn là các bạn đã thua thua nhục nhã tuột quần đu càng qua tận bên xứ Cali của Bu. Thì các bạn đừng có phán xét lá cờ của người ta này nọ. Hơn nữa nếu các bạn nói cờ Việt Nam là cờ phúc kiến thì chúng ta cũng thể nói như là cờ, không lẽ bây giờ trên thế giới có rất là nhiều lá cờ giống nhau hoàn toàn cũng có. Nhưng mà cờ của Indonesia thì giống hệt cờ của nước Monaco. Không lẽ ta nói Monaco nô lệ của Indonesia, hay là cờ Luxembourg giống hệt cờ Nga? Vậy không lẽ nói Luxembourg nô lệ của Nga? Cửa lá cờ của Pháp cũng biết bao nhiêu lá cờ tương tự lá cờ của Pháp, không lẽ nói là nô lệ của Pháp à? Lá cờ Việt Nam nền đỏ sao vàng khác với lá cờ quốc kiến phúc kiến, nền đỏ sao trắng đó các bạn nên đi khám mắt lại đi, mất công tôi nói các bạn ngu. Thưa các bạn, thì trên cái diễn đàn chính trị, khi mà các bạn nói cái điều gì đó có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và bất lợi cho cờ vàng Việt Nam Cộng hòa thì sẽ bị bọn cờ vàng bao ve xỏ lá, chụp mũ chúng ta là xương ứng viên ba cũ, là đồ bưng bô cho Cộng sản. Ba cũ là 3 triệu một tháng với bạn. Chúng ta nó ám chỉ chúng ta là làm tay sai cho Cộng sản. Cộng sản.
mình á thì luôn bị tụi nó gắn cho cái mác là sư ngưỡng viên ba cũ. Thưa các bạn, viên ở đây á có viên ở đây á có thể hiểu làm một công việc nào đó giống như là công nhân viên nè, tiếp viên hàng không nè, rồi lập trình viên nè. Còn sư ngưỡng ở đây là những cái ý kiến trái chiều trong xã hội về một cái vấn đề nào đó, cụ thể đây là xã hội Việt Nam. Như vậy theo ý của bọn cờ vàng mỉa mai á, sư ngưỡng viên ba cũ ở đây có nghĩa là những người ăn lương 3 triệu một tháng của đảng Cộng sản, sau đó là định hướng chèo kéo dư luận đi theo đảng Cộng sản. Điều chúng nói thì nói chung là càng càng nghe thì càng buồn cười. Cái điều mà chụp mũ và nhét chữ vào mồm người khác, cho người khác là sư ngưỡng viên ba cũ, đồng thời ngộ ra thêm một cái ngu kinh điển của cờ bàn, đó là cái ngu ăn theo, cái ngu nói láo và ăn theo. Thưa các bạn, cái việc đi chụp mũ người khác là sư ngưỡng viên ba cũ, là con bò đỏ bưng bô cho cộng sản, thì nó không có cái để nó cho thấy cờ vàng là một lũ độc tài vô giáo dục, không bao giờ cờ vàng đéo có cái gì gọi là tự do dân chủ như là bọn nó cho cơ hường hô hào và nói rằng là đấu tranh cho tự do dân chủ. Tự do dân chủ gì mà không cho người khác tự phát biểu ý kiến. Cái clip đầu tiên của mình á, mình nói hơi bị vấp, mình nói cái giọng mình nói không được ngu ngót cho lắm, thì bị bọn cờ vàng nó nói rằng là nói vấp mà còn live stream. Chị thưa các bạn, sao các bạn ngu quá vậy? Các bạn cờ vàng sao các bạn ngu quá vậy? Bộ không lẽ là nói vấp mà không được phát biểu ý kiến, không vượt live stream, không vượt nói này nọ à? Các bạn cờ vàng. Còn bàn về cái từ dương ngưỡng viên á, thì chả có gì là dương ngưỡng viên cả. Cái ba cái từ dương ngưỡng viên là xuất phát từ một cái thằng già trong cộng nào đó, nó vô tình buộc miệng nói ra ba cái từ dương ngưỡng viên, là lập tức là đám cờ vàng ba sọc đỏ ăn theo, dội ăn theo về dùng cái từ đó để đi chụp mũ người khác, những người có tư tưởng trái chiều của chúng. Cờ vàng luôn là cái ngũ ăn theo từ cái từ xương ngưỡng viên. Khi mà tranh luận không lại người khác thì đổ cho người khác là xương ngưỡng viên ba cũ. Các bạn cờ vàng, các bạn ngu lắm. Ở Việt Nam này không biết những người khác như thế nào, nếu riêng bản thân mình á, nếu mà ai muốn mình mà có ba cũ, mua 3 triệu ba cũ một tháng thì mình không làm đâu các bạn, vì ba cũ một tháng chưa đủ trang trải cho cuộc sống này đâu, cũng không làm đâu. Hơn nữa tiền của nhà nước còn đi bận đi đầu tư về cơ sở hạ tầng an sinh xã hội, ở đâu mà có ba cũ mà cho những cái người làm dương ngưỡng viên, làm gì có chuyện dương viên ba cũ. Các bạn nói cái điều không có thật trước tỏ cái độ ngu ảo tưởng và cái thói chụp mũ người khác côn đồ của các bạn. Nói không lại thì chụp mũ người khác là dương ngưỡng viên ba cũ, mà con bò đỏ, mà cộng nô, hán nô, tay sai Trung Quốc, và phe cuồng đảng, cuồng Hồ Chí Minh. Các bạn cũng cuồng đấy thôi. Các bạn cũng cuồng bao que xóa lấy Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn cũng cuồng Việt Tân. Các bạn cũng cuồng cờ vàng ba sọc đỏ. Các bạn cũng cuồng Mỹ. Tại sao các bạn không nói? Mình chỉ nói những cái gì mà mình cảm thấy đúng. Mình cảm thấy theo những gì mình tìm hiểu, mình biết được, mình nói. Chứ mình không có bao giờ nói thay cho ai đó. Mà hơn nữa, các bạn đừng bao giờ bảo mình là sư ngưỡng viên. Bởi vì sao vậy các bạn? Nếu một người mà muốn kiếm tiền mà cái lời nói của mình định hướng dư luận đi theo ai đó, thì họ phải lựa chọn nào cái nơi có lương cao. Theo như mình biết được thì cờ vàng các bạn á, thì mình biết được á, là cờ vàng các bạn là thuê như các người mà nói cho cờ vàng còn không chừng còn mấy chục củ đó, chứ không phải ba củ đâu. Các bạn bên cờ vàng lương còn cao hơn, lương còn cao ngất ngưỡng. Nếu như mà mình cần tiền thì chắc là mình cũng đi phục vụ cho bạn cờ vàng rồi. Các bạn nói cho các bạn cờ vàng lương rất là cao, mình tin như vậy. Ăn tiền của Việt Tân này nọ, theo cờ vàng ăn lương mới nhiều, cái đám dân chủ cụi trong nước này ăn lương mới mới nhiều, chứ mình không có ăn
không không có gì bằng lương ba cũ. Thưa các bạn, cờ vàng có một cái có như rất nhiều cái ngu cố hữu. Cờ vàng có rất nhiều cái ngu cố hữu, dù mình cho có kể ra tính cả cả năm trời á thì chắc cũng không hết đâu các bạn. Nhưng mà một trong những cái ngu tiêu biểu ấy á là cái ngu là đó là cái ngu mà bên giật bu Mỹ của mình một cách vô tội vạ và vô cùng quyết liệt. Tại sao mình nói cái việc này là ngu? Các bạn hiểu tại sao không? Mặc dù trong quá khứ 42 năm trước, cái sự thất bại của cờ vàng có một phần là do bị bu bỏ rơi, bị bu cắt viện trợ, bị bu cắt khẩu phần ăn khiến cho cờ vàng đói meo, đánh đấm không ra gì và phải thua cộng sản, phải tuột quần tháo chạy đu càn sang Mỹ đó. Như vậy là cái sự thất bại của cờ vàng á là cái một phần là do cái ý chí kiên cường của người dân Việt Nam và quân cộng sản chống lại cờ vàng. Thứ hai là do bị bu Mỹ bỏ rơi và cắt viện trợ, cắt khẩu phần ăn. Thế vậy mà không bao giờ thấy cờ vàng chửi bu, mà cờ vàng lúc nào cũng bên bu như là thánh sống, như là một tôn thờ bu như là một cái khuôn vàng thước ngọc, và mà giờ mà khiến cho Việt Nam phải phải theo như vậy đó. Cờ vàng ngu chứ các bạn? Cờ vàng cứ bên bu một cách vô tội vạ mà không biết là trong quá khứ bu đã từng bán mình cho để mình thua cộng sản. Thua cộng sản. Chúng ta không bao giờ thấy bu thấy cờ vàng chút cái nỗi hận to đùng đùng ấy vào lên đầu của bu Mỹ, mà lúc nào cũng chút cái nỗi hận đùng đùng ấy vào lên đầu của quân cộng sản. Đối với cờ vàng á, cái gì cũng tại cộng sản. Cờ vàng ăn không ngon, ngủ không yên cũng tại cái bóng ma cộng sản luôn, ám ảnh cờ vàng. Cờ vàng bị táo bón chắc cũng là do cộng sản. À, giống như anh Nguyễn Trọng Nghĩa cũng từng nói là cờ vàng ra đường mới xét đánh, chắc cũng nghĩ là ông Thiên Lôi là cộng sản. Nhưng mà cái sự cay cú này thì cũng có một cái lý do cũng khá là đúng. Bởi vì cũng tại cộng sản mà cờ vàng phải tuột quần đu càn tháo chạy sang tận Cali của nước Mỹ, chiếm vùng bang Cali của nước Mỹ. Mặc dù là bị bu bỏ rơi, bị bu cắt viện trợ, nhưng cờ vàng không bao giờ dám chửi bu, mà cờ vàng lúc nào cũng bên bu. Chúng ta còn nhớ là mấy năm trước á, mấy năm trước, 1 2 năm trước, năm nào mình không nhớ, thì cờ vàng đi phát cờ đi đi biểu tình, thì lúc đó cờ vàng có phát cho một cái người phụ nữ Mỹ. Thì người phụ nữ Mỹ này sau khi cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ đã ném nó vào cái thùng rác, đốt vào cái thùng rác. Thì lúc ấy là cái đám cờ vàng im hình thức, không dám làm gì người phụ nữ ấy, không dám làm gì người phụ nữ ấy, không dám làm gì người phụ nữ ấy. Mà khi đối với người Việt đó thì cờ vàng rất là như hung tợn, phùng mang trợn mắt chửi người dương nguyên ba cũ này nọ, người giỏi giết giống như là thằng cha Hoàng Tuấn Bạch, thì còn mới treo thưởng 10.000 đô để giết anh Nguyễn Trọng Nghĩa. Anh Hoàng Tuấn Bạch là một thứ manh giả trên trí thức, vừa ngu như con bò. Đối với người Việt với nhau thì cờ vàng rất hận, nhưng mà đối với người Mỹ thì cờ vàng chả dám làm gì, mà ngược lại còn buôn Mỹ mơ còn còn bên Mỹ một cách bên buôn Mỹ một cách của mình một cách vô tội vạ. Các bạn à, mỗi khi mà các bạn trong những cái diễn đàn chính trị mà các bạn tranh luận với nhau á, mà các bạn nói cái gì đó mà bất lợi cho Mỹ của cờ vàng, nói xấu Mỹ của vàng, thì lập tức cái bọn cờ vàng nó é và nó sẽ nó sẽ phản đáp các bạn như thế này nè, nói rằng các kiểu như là ghét Mỹ thì đừng có dùng đồ Mỹ nha,
Nước Mỹ thì đừng có dùng iPhone, Android, iPod. Mình không hiểu là cái bọn này nó ngu như thế nào mà nó ngu cái trình độ cao, nó ngu cái đẳng cấp. Có thể nói đây là một cái hội chứng cuồng Mỹ của cờ vàng mà vô cùng ngu sự. Thưa các bạn cờ vàng, chính mình đây, các bạn nên phân biệt sản phẩm của người lao động Mỹ và chính quyền Mỹ. Mình ghét ở đây là ghét cái sự thâm độc, nham hiểm và độc ác của chính quyền Mỹ. Chứ mình không bao giờ mà ghét cái sản phẩm của người lao động Mỹ. Các bạn hiểu chứ? Hơn nữa, người Mỹ tạo ra iPhone, người tạo ra Android, người Mỹ tạo ra Facebook là để phục vụ nhân loại. Mình bỏ tiền ra thì mình có quyền xài. Đó là sự sòng phẳng. Mỹ tạo ra những cái thứ đó để bán cho toàn thế giới chứ không phải bán cho riêng người Mỹ. Mình trả tiền sòng phẳng mà mình có quyền được sử dụng. Các bạn cờ vàng cứ nói ghét Mỹ không dùng đồ Mỹ là sao? Ngược lại Mỹ cũng sử dụng đồ Việt Nam đấy thôi. Việt Nam vẫn xuất qua Mỹ nào là cái đông lạnh này, giày dép là linh kiện điện tử nè, hàng nông sản nè, sữa nè. Đâu mà kêu cờ vàng đừng kêu Mỹ dùng hàng Việt Nam đi. Các bạn nên nhớ cái đây là thế giới mở mà các bạn cờ vàng ngu lắm. Thế giới mở thì làm gì có cái chuyện phân biệt là hàng Nhật hàng Mỹ mà dùng không dùng. Người Việt ta vẫn dùng hàng Trung Quốc, ghét Trung Quốc nhưng mà vẫn dùng hàng Trung Quốc. Người Trung Quốc kia cũng có gì, người Việt Nam vẫn dùng hàng Việt Nam. Đó là thế giới mở, mọi hàng hóa đều lưu thông. Và đây là thế giới có sự cộng tác, cộng hưởng với nhau. Những sản phẩm mua bán qua lại sòng phẳng. Một bên được hàng, một bên có tiền. Như thế thì làm gì có cái chuyện mà ghét ai không được dùng hàng đó. Các bạn cần phải ngu hết cậu nói. Đó là một cái vấn đề mà mình nói chung mình rất là bức xúc với cờ vàng. Thì chúng ta thấy là cờ vàng mặc dù mà bị bu bỏ rơi, cắt khẩu phần ăn khiến cờ vàng đói meo, nhưng mà chưa bao giờ mà thấy cờ vàng chửi bu, mà bu bên bu một cách vô tội vạ, bên bu một cách ngu dốt như thế đó các bạn. Như đây chúng ta có thể nói là thì chúng ta thường cho rằng á là ship Mỹ còn ngon hơn cơm Việt Nam, thế các bạn cũng hiểu rồi chứ gì. Hôm nay mình cũng nói về anh Dũng Phi Hổ nhé. Thì có lẽ là anh Dũng Phi Hổ đang rất là tự mãn với cái chiến công vô cùng vang dội của mình. Đó là đem một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đem một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và tận Dinh Độc Lập và chụp hình này nọ. Trời ơi. Anh Dũng Phi Hổ, à quên, anh Dũng Phi Mèo, phải kêu anh Dũng Phi Mèo mới đúng. Em á thì em ngưỡng mộ anh lắm, anh Dũng Phi Mèo à. Nhưng mà em thấy như vậy thì chưa có được ngon lành lắm. Riêng em muốn đem lá cờ vàng ba sọc đỏ hay là lá cờ Trung Quốc, lá cờ Mỹ, lá cờ Anh, lá cờ Pháp vào Dinh Độc Lập cũng đẹp được vậy. Có gì khó đâu. Anh Dũng Phi Mèo có giỏi thì anh mèo anh Dũng Phi Mèo anh leo lên tận anh leo lên tận cái cột cờ của Dinh Độc Lập á, anh hạ cái lá cờ đỏ sao vàng xuống, anh treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lên, như thế mới hay. Còn đem cái lá cờ bé tí có chút xíu như thế này nè thì làm gì thì cũng đâu có gì mà quá hay đâu. Phen này mà anh Dũng Phi Mèo mà làm được thêm một cái cú này nữa thì chắc là đô la gửi nhiều cũng hơi bị nhiều. Thân hân hạnh được gửi đến anh Dũng Phi Mèo về lời như vậy. Có giỏi thì anh tháo cái lá cờ trước Dinh Độc Lập xuống, treo lá cờ vàng ba sọc đỏ mà anh luôn tôm thờ đem lên đi thì mới gọi là hay. Thưa các bạn, thì tối qua nằm ngẫm nghĩ ngắm sao ngắm trăng thì mình cũng đã sáng tác ra một cái bài thơ của riêng mình sáng tác. Các bạn đọc có thấy hay, để cho mình đọc các bạn có thấy hay không nha.
Mình bắt đầu đọc đây. Năm xưa giải phóng Sài Gòn khiến cho anh phải đu kèn máy bay, đu kèn sang tận Cali mà anh vẫn chửi vẫn đi biểu tình. Ôm tuổi già sức yếu mong manh, ôm cờ ba sọc dạo quanh phố phường, chửi rằng cộng sản ác ôn, 42 năm vẫn cứ ngu chửi hoài. Biết mình thân phận tay tay, ngày đêm vẫn chửi vẫn nhai hận thù. Biết rằng chống cộng là ngu, mà anh vẫn chống vẫn đu cái kèn. Đó, đó là thành tích đu kèn của bao quê Việt Nam Cộng Hòa được mình đưa vào thơ các bạn. Các bạn thấy sao ạ? Thưa các bạn, suốt 42 năm qua thì cờ vàng cứ tìm cách biện minh cho cái sự thất bại nhục nhã, cái nỗi mặc cảm thất trận nhục nhã của mình. Cứ đến như ngày như 30 tháng 4, 19 tháng 6 nữa, thì ta lại nghe đi nghe lại cái điệp khúc mà vàng cứ nha đi nghe lại. Nào là biết viện trợ, nào là súng hết đạn, máy bay hết xăng khiến cho cờ vàng phải thua trận, phải tuột quần tháo chạy đu kèn sang Mỹ. Mặc dù khi ấy vũ khí bu cho cờ vàng là hiện đại bậc nhất thế giới, mà cờ vàng còn đánh đấm chẳng ra cái gì. Tổng số tiền mà bu viện trợ cho cờ vàng trong suốt 21 năm làm tay sai đánh thuê cho bu là hơn 800 tỷ đô la Mỹ thời giá năm 2017. Các bạn nghĩ đi, 800 đô la Mỹ là nó gấp 4 lần GDP, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam năm 2016. Nó gấp 4 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam 2016. Kinh khủng thế nào mà cờ vàng đánh đấm chẳng cái gì trong 21 năm. Gấp, và cái sự viện trợ 800 tỷ đô la này gấp mấy chục lần của quân cộng sản, gấp mấy chục lần của quân cộng sản nhận được từ Nga và Trung Quốc. Thế như vậy mà cờ vàng còn thua thì cờ vàng có không cảm nhục thì sao, làm sao không? Cờ vàng tự động cái lỗ và chui xuống cho bớt nhục đi. Cứ đó bô cái mệnh rằng là mình bị bất tử cái quần què. Còn nữa, cái đó là chỉ nói về cái vũ khí và số tiền viện trợ thôi nha. Còn về quân số á, thì cờ vàng có 1 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa cộng với nửa triệu quân Mỹ, cộng với chưa kể đến hàng trăm ngàn quân tay sai như là Hàn Quốc, Philippines này nọ. Trong đó là quân ít đại hàng tàn ác như thế nào các chị đều biết. Như vậy mà còn quân nhiều như vậy còn thua quân cộng sản. Quân cộng sản với quân số chỉ khoảng là 300.000 người, vũ khí thô sơ vô cùng thiếu thốn. Cờ vàng bị trang bị tận răng như vậy mà còn thua, như thế rồi còn cái gì biện hộ cho cái sự thất bại? Sự thất bại của mình ngoài cái sự bất tài vô dụng đó các bạn. Cờ vàng quả ư mà bất tài vô dụng, khi mà được trang bị vũ khí mạnh như vậy, quân số con người nhiều như vậy, cố vấn Mỹ đầy ra như thế mà vẫn thua quân cộng sản. Thưa các anh chị cờ vàng, các anh chị cờ vàng cứ nói rằng cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi cái gì, các anh chị cờ vàng, các anh chị cờ vàng gọi bộ đội Việt Nam mà các mũ khỉ đỏ Trường Sơn, các anh chị gọi mỉa mai gọi cái bộ đội cộng sản, bộ đội Việt Nam là vũ khí đỏ Trường Sơn. Thưa các anh chị cờ vàng, được thôi, bây giờ các anh chị muốn gọi là vũ khí đỏ gì cứ gọi đi, nhưng mà khỉ dù sao nó cũng gần hơn với con người một chút. Chúng ta có gì phải lạ khi mà một cái vũ khí đỏ mà nó chạy vô giải phóng Sài Gòn khiến cho một đám chó vàng phải đu kèn máy bay. Dù sao con khỉ nó vẫn gần con người hơn là con chó nha các anh chị cờ vàng. Các anh chị cờ vàng có hiểu không ạ? Thưa các anh chị cờ vàng, Mỹ á, các anh chị cờ vàng có thể nào mà vắt óc mà tự suy nghĩ cho mình rằng là bu Mỹ của các anh chị á
tại sao bu Mỹ các anh chị không bao giờ bỏ bỏ rơi thằng Hàn Quốc, bỏ rơi thằng Thái Lan, bỏ rơi thằng Australia, à không, bỏ rơi thằng Philippines, bỏ rơi thằng Đài Loan, không bỏ rơi mấy thằng đó, mà tại sao lại bỏ rơi các anh chị cờ vàng, bỏ rơi tổ tiên Việt Nam Cộng Hòa của các anh? Có phải các anh quá quá tệ hại, nhục nhã và ngu dốt và bất tài chăng, vô dụng chăng, cho nên mới bị bỏ rơi? Hay các anh chị cờ vàng nên chấp nhận sự thật là mình đã thua một cách nhục nhã, thôi đã phải chạy tuột quần đu càng sang tận nước Mỹ. Mà khi như vậy đó các anh chị, thưa các bạn, có lẽ là các anh chị cờ vàng thường xuyên là thích lá đu đủ hơi bị nhiều, hay là chơi keo con cho hơi quá nhiều, nên là các anh chị cờ vàng cứ cho rằng mình là đồng minh chống cộng số 1 của Mỹ ở Đông Nam Á, đồng cộng hội đồng minh chống cộng số 1 của Mỹ ở Đông Nam Á. Và Sài Gòn dưới thời của mình là hòn ngọc Biển Đông, là con rồng châu Á, nào là những cái nước như là Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan phải nhìn Sài Gòn mà có mắt thèm muốn. Phải nói với các anh chị là ngu, ngu mà còn ham nói. Các anh chị có ảo tưởng rằng bu Mỹ của các anh chị coi các anh chị là một đồng minh số 1? Không có đâu. Đồng minh cái gì? Các anh chị á, các anh chị có biết tổng thống Nixon của Mỹ đã từng nói gì không? Tổng thống Nixon từng nói như thế này: chúng nó là đồ ăn bám, chúng nó ở đây chính là chỉ cái đám cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa các anh các chị. Rồi tổng thống Nixon còn nói không có cái chuyện cái đuôi con chó lại phản cái đầu con chó được, như thế người Mỹ coi các anh các chị là như là một con chó vậy đó, chứ có bao giờ coi là đồng minh. Đồng minh cái kiểu gì? Thử hỏi Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu có bao giờ được bước chân vào Nhà Trắng với cái nghi lễ đón trang trọng của một đồng minh hay không? Cái mối quan hệ giữa bu Mỹ của các anh chị với Việt Nam Cộng Hòa các anh chị, mà mối quan hệ giữa ông chủ và kẻ đánh thuê, nó khác mối quan hệ đồng minh giữa bu Mỹ của các anh chị với Hàn Quốc hay là Thái Lan hay Philippines. Các anh chị có hiểu chưa ạ? Còn cái việc Sài Gòn là hòn ngọc Biển Đông, thôi các anh chị, Sài Gòn đã từng là một, trong thế kỷ 19 giao với thế kỷ 20, Sài Gòn đã từng là một nơi rất là thịnh vượng. Sau này khi mà Pháp vào xâm chiếm Việt Nam thì nó bắt đầu đầu tư cho Sài Gòn để đặt áp thống trị của nó, khiến cho Sài Gòn cũng có một phần nào đó phát triển. Và sau này khi Mỹ vào miền Nam thì cô đem theo đô la và lính Mỹ mà cho Sài Gòn thêm rực rỡ. Nhưng mà cái hòn ngọc Biển Đông này nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 km vuông mà thôi, tương ứng với quận 1 và quận 3 ở Sài Gòn ngày nay. Như vậy á, cái sự thịnh vượng của Sài Gòn là từ đâu? Cái sự thịnh vượng của Sài Gòn bắt đầu là công của các chúa Nguyễn, đã có công khai phá ra cái miền đất miền Nam và khai phá ra Sài Gòn. Khi mà Việt Nam ta di dân từ Bắc vào Nam để khai hoang mở cõi. Rồi sự thịnh vượng của Sài Gòn từ Pháp đầu tư vào, từ Mỹ ăn chơi gái gú có nên. Như vậy cái sự hình vượng của Sài Gòn không bao giờ có công của một cái không bao giờ có công nào của các anh chị cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa làm nên cả. Như vậy là có gì đáng tự hào? Các anh chị cờ vàng tự hào cái nỗi gì khi mà cái đó đâu phải của do các anh chị làm nên đâu, cho do ngoại bang làm nên thôi. Và cái sự hình vượng của Sài Gòn chỉ phục vụ cho ai? Phục vụ cho Pháp, cho Mỹ và tất cả cái phục vụ cho Pháp, cho Mỹ và một số tên tay sai Việt Nam Cộng Hòa các anh các chị mà thôi.
chứ làm gì có làm gì phục vụ cho những cho đại bộ phận người dân miền Nam lúc đó. Thưa các anh, thưa các anh các chị, cái bọn cờ vàng là một cái bọn vô liêm sĩ, một cái bọn vô học và ngu dốt. Tại sao mình nói vậy? Mình nói không phải là mình nói bừa. Thế này với các bạn hãy nhìn cách Trang Lê và Ly Sa Phạm nói chuyện xem, và các bạn hiểu cái văn hóa cờ vàng nó như thế nào. Ly Sa Phạm thì một là một con quái thai, kêu người kêu là phụ nữ cũng không đúng, mà kêu là anh thì cũng cũng không được, phải kêu Ly Sa Phạm là một con quái thai của một thứ rác rưởi, cái mồm thối thối như một cái bãi phân heo. Ly Sa Phạm là như vậy. Một điều mà ngụ ý thế này: khi mà các bạn cờ vàng nói chuyện đó thì lúc nào cũng phân biệt vùng miền. Các anh chị cờ vàng lúc nào cũng bô bô cái mồm rằng ngủ Bắc Kỳ thế này, ngủ Bắc Kỳ thế nọ. Các bạn thấy cái việc này như thế nào ạ? Các anh chị cờ vàng à, các anh chị ngu lắm. Các anh chị mở mồm ra mà cứ phân biệt là Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Ngu gì mà ngu dữ vậy? Bác Hồ có một câu rất là hay: nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Điều này chứng minh cho điều gì? Khi mà nói chuyện mà hỏi người, là người ta thường thường nói là cái chuyện như là người miền Bắc hay người miền Nam, để chứng tỏ để cho người ta biết là người đó quê ở đâu, quê quán ở đâu này nọ. Nhưng mà một khi các anh chị gọi là ngủ Bắc Kỳ thì các anh chị đó thể hiện ra một cái sự xúc phạm. Tại vì sao mình nói như vậy? Chữ kỳ ở đây là gì? Cái nguồn gốc của hai từ Bắc Kỳ có từ đâu? Khi mà Pháp xâm lược Việt Nam, nó chia Việt Nam ra thành Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ. Như vậy cái từ Bắc Kỳ là cái từ của cái sự chia rẽ do ngoại bang làm nên. Các anh chị cờ vàng cứ hùa theo cái từ Bắc Kỳ như vậy, các anh chị cờ vàng có phải là làm tay sai nô lệ cho ngoại bang từ đời trước sang đời đời sau không? Từ thế hệ F1, F2, F3, F4, F5 tới F10, mà hơn đi nữa, nước Việt Nam là một, người miền Nam mình, nguồn gốc của người miền Nam mình cũng do người miền Bắc di dân vào khai quang mở cõi làm nên. Như vậy tôi vô cùng căm ghét những cái ngữ nào mà phân biệt, nói Bắc Kỳ này nọ. Mặc dù tôi là người miền Nam, tôi nói không phải để bênh vực cho người miền Bắc, nhưng hai chữ Bắc Kỳ là hai cái từ của cái sự chia rẽ dân tộc, và đó là hai cái từ mà do ngoại bang làm nên. Hơn nữa, người miền Nam có nguồn gốc từ người miền Bắc di dân khai quang mở cõi vào. Như vậy nếu người Việt Nam là một, không bao giờ phân biệt Bắc Nam, không bao giờ phân biệt vùng miền. Các chị cầu vàng bỏ miệng bô bô phân biệt vùng miền Bắc Kỳ Nam Kỳ này nọ, các chị cầu vàng ngu lắm. Một điều nữa đối với các anh chị cờ vàng: khi mà nói các anh chị cờ vàng là ngủ đu càng bám càng trực thăng, thì các anh chị cờ vàng phản ứng rất là mạnh mẽ. Các anh chị cờ vàng nói chung rất là bất mãn hai từ này, thì mình nói rằng á, anh em cờ đỏ chúng tôi nói có gì sai đâu. Năm xưa đúng là các anh chị đã đu càng máy bay tận sang nước Mỹ cơ, mà thành tích đu càng của anh chị là vô địch thiên hạ, là vang danh bốn bể, vang danh tới tận năm châu bốn bể.
các anh chị đun càng đến nỗi mà phải tuột quần để sợ cộng sản nó biết cái chuyện mà đến tới trả thù. Các anh chị đu càng đến nỗi mà giành giật nhau để được đu càng đến nỗi mà xô người khác xuống để mình được đu. Các anh chị hướng mạng coi cái ảnh mà người nước ngoài chụp về thành tích đu càng của các anh chị thấy vô cùng tự hào, cũng đã từng xem rồi. Các anh chị đu càng một cách nhục nhã dễ chê. Khi á khi mà chúng ta nói mở miệng mà nói cái ngũ cờ vàng rồi cái ngũ đu càng á, thì tụi nó sẽ nói thế này rằng á, thì tụi nó sẽ nhận vơ thế này rằng nè, cái này liên quan đến kiều hối gửi về Việt Nam. Thì tụi nó nói thế này nè, là nhờ có cái lực lượng đu càng ngày xưa á, đu càng sang Mỹ mà bây giờ Việt Nam ta mới có cái số tiền kiều hối gửi về hàng năm lên tới vài chục tỷ đô. Mình nghe thì nói chung rất là buồn cười. Thưa các anh chị gửi về Việt Nam xây dựng đất nước được bao nhiêu đô la, được mấy đồng, mà các anh chị cứ nói kiều hối mấy chục tỷ đô do các anh chị cờ vàng chống cộng cực đoan gửi về Việt Nam. Thưa xin lỗi các anh chị á, các anh chị chỉ gửi người về Việt Nam, gửi tiền về Việt Nam để người ta bị tình phá rối thôi, chứ các anh chị có bao giờ rửa tiền về mà xây dựng đất nước đâu. Cái kiều hối mấy chục tỷ đô đó đó mà có người lao xa xứ xa quê hương gửi về cho gia đình bà con, cho gia đình người ta, chứ không phải là của các anh chị cờ vàng chống cộng cực đoan gửi về. Nhưng mà các anh chị nhận cái mà không phải là của mình thì các anh chị có cảm thấy nhục nhã hay không? Cái kiều hối đó đâu phải của các anh chị gửi về mà của các người lao động Việt Nam yêu nước chân chính gửi về. Xin các anh chị bớt phải hết lá đu đủ, bớt hết lá đu đủ một chút giùm tôi. Rồi các anh chị còn bô cái mầm gì không gửi tiền vào Việt Nam cộng sản sụp đổ. Trời ơi, các anh chị ảo tưởng và nói chung mà hít kêu con chó hơi bị nhiều nó mới thấy như vậy. Các anh chị ngu quá trời ngu. Người Mỹ xem các anh chị không bằng một con chó. À, nhớ đến đây tôi mới nhớ tới cái ảnh gì mà chụp cờ vàng biểu tình mà dơ cái biểu ngữ lên vậy các anh chị. À, chúng tôi nguyện làm con chó. Như vậy các anh chị là con gì? Tôi đừng nói rằng không có cái chuyện cái đuôi con chó mà phản lại cái đầu con chó được. Như vậy đó. Đó. Mỗi khi mà nói các anh chị làm tay sai cho Mỹ thì các anh chị nói chúng tôi làm tay sai cho Tàu. Đéo, đéo có làm tay sai cho Tàu. Tay sai cho Tàu hồi nào? Năm 1979 đến năm 1990, chính Cộng sản Bắc Việt đánh cho quân Tàu tan tác, đánh cho cả chục vạn lính Tàu phải sắt cỏ dưới mồ. Làm tay sai mà đi đánh chủ đi sao? Cuộc chiến 79 mà Cộng sản Bắc Việt đánh nhau với Cộng sản Trung Quốc là tới sai hả? Sao các anh chị ngu như con bò vậy? Tôi là một người trẻ, tôi nói những cái điều này thì các anh chị cờ vàng nói tôi là trẻ trâu, ngu học, nói tôi bị nhồi sọ cái quần. Các anh chị cứ cứ nói là tôi bị đảng tuyên truyền. Tôi nói cái gì về đảng chưa? Tuyên truyền cái kéo gì? Mỗi khi mà nói cái gì bất lợi cho cờ vàng thì cờ vàng sẽ nói câu thế này nào. À, đây là hồi đại công nghệ thông tin rồi, Google không có tính phí, cho nên á họ tìm kiểu kỹ thông tin chứ hai chiều. Tôi á thì tôi cũng đọc nhiều tài liệu, tôi đọc nhiều tài liệu của Mỹ, của nước ngoài, tấm ảnh chụp của nước ngoài. Tôi càng đọc tôi thấy Việt Nam Cộng Hòa đúng là một lũ vô dụng, bất tài và nhục nhã.
Tôi đọc mà tôi không, tôi chỉ thấy như vậy thôi đó. Các anh chị đừng đừng sợ tôi đọc báo đảng mà nói xấu các anh chị. Tôi đọc báo nước ngoài. Tôi đọc báo nước ngoài về về Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi càng đọc thì càng thấy Việt Nam Cộng Hòa vô cùng tệ hại. Hôm qua tôi đã nói rằng cờ vàng là kẻ thù của dân tộc. Tại sao? Thưa các bạn, Cộng sản Việt Nam, bản thân Cộng sản Việt Nam cũng có những cái điều sai trái, cũng có những cái tiêu cực, cũng có những điều chưa tốt, mà đôi khi nó cũng rất là nặng nề. Nhưng á, Cộng sản Việt Nam còn cũng có những cái điều mà người ta đáng đáng được tin tưởng. Còn Việt Nam Cộng Hòa, thưa 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 các anh chị, từ khi Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trên đất nước Việt Nam này, làm mất hết cái đảo này tới cái đảo khác, làm mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc trong một cái cuộc chiến nhục nhã, thua cuộc nhục nhã, làm mất đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, Trường Sa vào tay Philippines, làm mất đảo Ba Bình vào tay Đài Loan, làm mất ba bốn đảo ở Trường Sa vào tay Malaysia. Các anh chị mở mồm ra là chống Trung Quốc, nhưng mà các anh chị lại mất đảo vào tay Trung Quốc nhiều nhất. Các anh chị hùng mạnh quân đội hạng tư thế giới cơ mà tại sao mà mất một đống đảo như vậy hả? Cờ vàng luôn là kẻ thù của dân tộc. Khi mà khi mà đảo biển đảo của cha ông Việt cha tổ tiên Việt Nam ta đổ mồ hôi nước mắt, đổ mồ hôi nước mắt để có được mấy cái đảo đó, biển đảo của cha ông ta để lại, thì cờ vàng ngậm mất hết cái đảo này đến đảo khác. Như thế là cờ vàng là tội đồ của dân tộc, khi mà ngậm mất hết cái đảo này đến cái đảo khác. Mở miệng cờ vàng chống Tàu có nổi gì khi chính các anh chị mà mất đảo vào tay của Tàu? Chống Tàu có nổi gì khi mà các anh chị bán biển bán đảo mà nó cộng sản bán biển bán đảo? Thưa các anh chị, cái việc mà cờ vàng mà mất biển đảo của dân tộc đó, nó vẫn còn hằn sâu trong cái nỗi đau của từng người Việt Nam. Đáng lẽ những cái đảo ấy là của người Việt Nam chúng ta sở hữu, người Việt Nam chúng ta quản lý và làm ăn phát triển kinh tế, nhưng nó bị cờ vàng bán rồi, nó bị cờ vàng để cho ngoại bang ấy hết rồi. Cờ vàng chính là kẻ thù của dân tộc khi mà mất hết cái đảo này đến cái đảo khác. Mà mở mồm ra cộng sản mất biển mất đảo, các anh chị ngu như con bò vậy đó. Thưa các anh chị, cái sự ngang ngược của Trung Quốc ngày nay chúng ta đã thấy rõ. Chúng ta luôn đề phòng Trung Quốc, nhưng các anh chị có bao giờ tự tự hỏi rằng các anh chị có mơ hỏi tại sao mà Trung Quốc lại ngang nhiên, tại sao mà Trung Quốc lại ngang nhiên và tranh chấp với Việt Nam như vậy? Là do cờ vàng tất cả. Nếu ngày xưa cờ vàng không làm mất đảo thì hiện tại hôm nay Trung Quốc làm gì có cửa mà tranh chấp với Việt Nam. Như vậy cái sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông ngày nay là do cái sự tiếp tay và cái sự đớn hèn của đám Việt Nam Cộng Hòa thối tha kia nên. Nếu mà cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó không làm mất đảo thì Trung Quốc nó không bao giờ mà tranh chấp Việt Nam, bởi vì cái đó đảo nó nằm trong tay Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy là Việt Nam Cộng Hòa càng bao vây xóa hết chính là tội đồ của dân tộc, làm mất đồ đảo của tổ tiên để lại. Hôm nay mình hơi bức xúc ý, nhưng thôi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào các bạn. Chào các bạn.